Xin chào quý vị và các bạn khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì kênh Dùng Đất Rồng đang ở trên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh quý vị các bạn, ở trong vườn, một cái vườn siêu khủng của anh Phong. Dạ chào anh Phong nha. Rồi, chào em. Hôm nay thì anh Phong ảnh có cái nhã ý là muốn giới thiệu cho quý vị các bạn khán giả trên kênh cái vườn của ảnh, và đặc biệt là một cái tác phẩm siêu khủng có tên là Nhất Đại Tâm Phát hả anh Phong? Đúng rồi, đúng rồi. Đây các bạn, đây là tên của cái tác phẩm được khắc trên cái cục đá. Đá này đá gì anh? Này đá mua ở miền ngoài kêu đá gì đó không? Không biết đá gì nữa. Ờ, mua đẹp. Mua Hà Nội gửi về. Nhìn cục đá không là đã rồi. Còn riêng cái tác phẩm này là một cái tác phẩm me keo đạt kỷ lục UNESCO hả anh ta? Đạt kỷ lục Việt Nam. UNESCO Việt Nam. Không có, không có UNESCO, đạt kỷ lục Việt Nam thôi. Đạt kỷ lục Việt Nam thôi. Tại vì chúc mình vô mình quay hai cái bằng kỷ lục. Dạ. Một bằng kỷ lục Việt Nam và một bằng kỷ lục người Việt toàn cầu. À. Hai bằng kỷ lục luôn. À đúng rồi. Đây là thông tin của hai cái kỷ lục cho cái cây me keo quý vị các bạn. Một kỷ lục đầu tiên là tổ chức kỷ lục Việt Nam. À. Xác lập kỷ lục là cái cây Nhất Đại Tâm Phát. Cây bonsai me keo cổ thụ ba nhánh lớn nhất Việt Nam. Còn bên đây là một cái bằng kỷ lục của tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu. Xác nhận cũng là cây Nhất Đại Tâm Phát. Cây bonsai me keo cổ thụ ba nhánh lớn nhất. Cùng một cái xác lập về cái nội dung chính của 22 tổ chức. Quá trời quá đất quý vị các bạn. Siêu khủng. Hoành thân đó là hoành bụng đó là 300. Hoành chỗ bụng này là 300 nè. Là 300. Hoành thân này là 402. Kinh khủng. Tạo tác thành phẩm hết rồi quý vị các bạn. Nó như một cái mình con rồng anh hả? À đúng rồi. Nhìn nó già nua trời. Cây này ở vùng nào anh Phong? Ở miệt này luôn. Miệt miền Tây luôn. Mình luôn. Châu Thành, Trà Vinh. Trà Vinh luôn. À. Quá trời quá đất. Một siêu phẩm có 102 quý vị các bạn. Anh cái phần chậu em thấy cũng đặc biệt quá anh. Cái chậu này anh mướn nghệ nhân chế tác. Dạ. Ừ. Riêng cho nó. Dạ đúng rồi. Hai con rồng. Hả? Hai con rồng hai bên ha anh. Ừ. Mình làm bằng xi măng cốt sắt ha anh. Đúng rồi, đúng rồi, đồng bê tông. Bê tông rồi đắp cốt thép vô. Dạ. Chiều dài kích thước chậu này anh nhớ không anh? Dài 7,5 m. 7,5 m. Ngang 3 m. Rồi cái chậu không là cũng cả vấn đề đó. Mà trời coi cái thân cây me keo bên cái phần bên này quý vị các bạn. Cục coi nè. Cây này nó già, cây kinh khủng. Đây, nu nữa nè. Trời ơi, nguyên cái nu. Nu đây, mới bự nữa nè. Ghê gớm. Như khủng long vậy. Thân vỏ của nó các bạn nhìn thấy. Kinh khủng. À, trời quá đất. Này nghệ nhân ở vùng mình tạo tác luôn hả anh? Đúng rồi. Nghệ nhân Trà Vinh luôn. Dạ. Yeah. Quá trời. Cây me keo siêu khủng. Ngoài ra ảnh có rất là nhiều cây khủng khác. Chút nữa kênh sẽ quay để giới thiệu với quý vị các bạn trên những cái video khác. Đặc biệt là trong kênh YouTube Vùng Đất Rồng quý vị các bạn nha. Cái này tạo tác chắc cũng lâu dữ mới được vậy hả anh? Đúng rồi. Cái này là nó quý là thay đổi lên luôn á, lên hết cây luôn á. Thay đổi lên. Ghê thiệt. Nó thằng chủ ở đây. Dạ. Yeah. Thằng chủ ở đây, rồi nó mới ngã xuống, nó mới mọc thằng nhỏ ở đây. Dạ. Yeah. Nó tạo ra được hai cái bộ phận rễ. Dạ. Yeah. Này giống như cái cầu, cái cổng đúng rồi, giống cầu ô thước vậy. Bên này nó một thân chủ lớn lên. Thân chủ
Bên đây là một thân chủ lớn lên thứ hai. Bên này là một thân nữa là ba thân á anh. Đúng rồi, đúng rồi. Là ba thân. Cái này mình không tạc thành một cái đầu con rồng hay gì anh? Chưa, chắc thiết bị nói với anh Tâm chắc phải làm. Dạ. Tạc tạo mấy cái đầu rồng như đây. Dạ. Yeah. Điêu khắc thêm vô anh đúng hả? Đúng rồi, đúng. Quá trời quá đất quý vị các bạn. Kênh em quay nhiều me keo lắm rồi đó mà chưa thấy cái me keo nào khủng như cây này luôn. Bây giờ muốn đậu khủng nó cỡ nào kêu Thành leo lên nằm nữa nè. Thành leo lên đó nằm đó, nằm đó coi. Trèo lên được không anh? Trèo lên anh ngồi trên đó luôn đi. Leo lên đó anh nằm nằm dài đó coi. Để anh Thành nằm cho coi. À, anh chàng qua anh ôm. Anh ôm ở dưới thử giùm em đi. Dạ. Đó. Giống người tí hon. Rồi leo lên đó, leo lên cái thân nằm luôn á. Nằm dài chút. Cầu ô thước. Trời ơi. Đó. Nhìn thấy anh Thành nhỏ bé không? Quá trời quá đất. Hello anh. Thành. Chào khán giả anh kêu anh em nè. Chào khán giả. Trời ơi. Rồi được rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Ở đây á nè. Chỗ này nó làm nhìn bên đây qua bên kia luôn các bạn. Kinh khủng không? Phần này nếu mà quý vị các bạn mà ở ngoài mình nhìn mình đó mới thấy được. Trời nó lồi lõm 3D á, nó kiểu 3D á. Kinh khủng thôi. Cái này là mình chui qua được luôn á. Cái này cái hổng này nè. Cái hổng này chắc cũng phải là 40 50 chui qua được, một người ta chui qua được. Hàng hốc nu nó tạo thành y hệt như 3D các bạn. Kinh khủng thiệt. Quá xá, quá xuất sắc. Đây quay sơ sơ cái phần trước nhà của anh Phong cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng những cái cây mai cũng rất là khủng ha. Rồi hồi quay hết vườn cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh ở trên livecam luôn quý vị các bạn.